Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 6 tháng 1 2024 giá lại đi ngang nha bà con. Hôm nay thì giá mít ruột đỏ tại vườn, giá mít nhất 33.000 đồng cho tới 35.000 đồng một ký, trái dẫn lấy từ 8 ký trở lên. Mít nhì từ 23.000 cho tới 24.000 đồng một ký, trái lấy từ 6 ký trở lên đến dưới 8 ký. Mít chợ có giá từ 10.000 tới 14.000 đồng một ký, trái lấy từ 4 ký tới dưới 6 ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Bà con hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể theo dõi thêm những thông tin khác nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.